Tâm trạng của Như Lai bây giờ, nếu ông ấy không phun vài chậu máu, thì thật có lỗi với những gì ông ấy đã trải qua. Thật là bực mình quá đi mà. Quả nhiên là Vô Thiên đã chiếm lĩnh Linh Sơn. Tiểu tăng Vô Thiên kính chào chư vị Phật tổ. Vô Thiên, người dám chiếm lĩnh Linh Sơn, còn không mau rút lui, đừng đợi chúng ta ra tay. Người nghĩ một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta hợp lực sao? Người nghĩ mình là Tôn Ngộ không à? Tên này, Di Lặc Phật cũng sốt ruột, đang rắc muối lên vết thương của Như Lai. Người muốn chọc tức ta chết à? Rồi thuận lợi kế vị hả? Anh ha, nếu các ngươi muốn động thủ thì cứ việc ra tay. Ta dùng Hắc Liên thiết lập kết giới, kết hợp Linh Sơn với kết giới làm một. Kết giới không phá, Linh Sơn diệt. Đến lúc đó sẽ không còn Linh Sơn, và các đệ tử của các ngươi cũng sẽ biến mất cùng Linh Sơn. Chết tiệt, sao mà xui xẻo thế chứ? Thật là vô liêm sỉ. Mức độ vô liêm sỉ này gần như sắp đuổi kịp Tôn Ngộ không rồi. Nói thật không giấu, ta xem Tôn Ngộ không lai sờ chim đập đảo đế đô. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thay thế ngươi trở thành Linh Sơn Chí Tôn Vô Thiên Phật Tổ mới. Ta muốn chấn chỉnh Linh Sơn, chấn chỉnh tam giới. Các ngươi không được, quá giả dối. Chết tiệt, ta đợi bao năm nay, ngươi vừa đến đã cướp. Đúng là mơ mộng hão huyền, ma đầu cuối cùng vẫn là ma đầu, mãi mãi không đạt được chính của, chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Ngươi sẽ mãi là ma đầu Vô Thiên. Cái gì là ta? Cái gì là chính? Ta chỉ muốn dựa vào sức mình lấy hỏa tiễn. Chẳng lẽ chính và ta là do miệng các ngươi định đoạt sao? Thật là bực mình quá đi mà. Nhiên Đăng Phật Tổ, nếu ngươi chịu đến giúp ta thì ngươi vẫn là quá khứ Phật, Di Lặc Phật, ngươi vẫn là vị lai Phật, và mọi người các ngươi cũng đều bình an vô sự. Ngươi thật là chỉ nhằm vào ta thôi sao? Muốn chúng ta phản bội thì chắc chắn không thể nào. Người Vô Thiên không thể đưa ra điều kiện khiến chúng ta động tâm. Ta không thắng chính, ngươi không thể kiểm soát Linh Sơn, kiểm soát Phật giới, ta ác không bao giờ thắng được chính nghĩa. Chúng ta đi. Mặc dù lời của Như Lai nói rất cứng rắn, nhưng không lấy lại được Linh Sơn, họ cũng không đến mức ở lý đây chứ. Vô Thiên Phật Tổ, ta đợi các ngươi, chúng ta sẽ quay lại, ta đâu có nói chuyện với ngươi đâu chứ. Nhóm Như Lai thật là xui xẻo, thua một trận, nhà cũng mất, thật là khó xử, chúng ta giờ phải làm sao? Đi Thiên Đình thôi. Giờ chúng ta đến Thiên Đình, chẳng phải để chúng tiên Thiên Đình cười chê sao? Dù không đi họ cũng sẽ cười thôi. Các ngươi nghĩ chuyện Vô Thiên chiếm Linh Sơn còn giấu được sao? Dù không giấu được nhưng bị cười sau lưng thì cứ để họ cười, giờ mà đi thì bị cười trước mặt. Đó không phải cùng một ý. Hiện tại chúng ta cần hợp lực với Thiên Đình đánh lui yêu tộc, cùng Vô Thiên chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta không thể lơ là. Trận chiến này chỉ có thể dốc toàn lực. Giờ chúng ta cần làm là cùng Thiên Đình hợp lực chống lại Vô Thiên và đồng bọn. Ngọc Đế họ cũng sẽ không làm khó chúng ta. Cũng được, vậy chúng ta cùng đến Thiên Đình, mọi người đồng lòng chống lại Vô Thiên và đồng bọn. May mắn, toàn bộ lực lượng của Linh Sơn đều ở đây, chưa bị Vô Thiên bắt được chủ lực. Vậy thì thế nhé, cùng nhau đến Thiên Đình, mọi người hợp sức chống lại Vô Thiên và đồng bọn. Ngọc Đế họ cũng sẽ không làm khó chúng ta. Phản pháo thành công, nhận được tinh hoa của quy tắc lệnh chi. Xem ra, nhóm Như Lai chắc đã phát hiện bị đánh lén rồi. Không biết giờ họ đang liều mạng với Vô Thiên hay chuyển địa điểm phát triển. Nếu Như Lai không ngốc, lúc này hẳn là đến Thiên Đình. Được rồi, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Bệ hạ, ta đề nghị ngươi chờ chút rồi nói. Ta cảm thấy không lâu nữa nhóm Như Lai sẽ đến, đến lúc đó nói cùng luôn cho tiện. Cũng đúng, vậy chúng ta đợi một lát, đợi họ đến rồi nói cùng. Nắm bắt chuẩn thế, con dám nói không liên quan đến chuyện Vô Thiên đánh Linh Sơn. Ma quỷ cũng không tin, hy vọng không quá thê thảm. Nếu tiểu như bị Vô Thiên chơi hỏng thì thật là một tiếc nuối lớn. Sao tu của ngươi đột phá nhanh vậy? Đã trực tiếp đến chuẩn thánh hậu kỳ rồi à? Trời ơi ngươi, đang khoe khoang phải không? Con dám hỏi người ta, nhanh bằng ngươi được sao? Các ngươi hoàn thành thỉnh kinh, thiên đạo giáng đại công đức, nên ta mới đột phá. Mê mơng, Đường Tam Tạng cũng dựa vào công đức thỉnh kinh mà đột phá. Vậy xem ra họ là người thu hoạch lớn nhất. Mê mơng, tốt nhất đừng nói cho Như Lai, ta sợ ông ấy nghe xong sẽ không chịu nổi. Trời ạ, ngươi lại bắt đầu lo lắng cho Như Lai rồi à? Tham kiến Ngọc Đế. Các ngươi cũng đã đến. Vậy ta nói luôn, không lâu trước đây Tôn Ái Khanh đến Bắc Hà Chi Nhãn, dưới đỏ cửu dương tiễn một lần, và đã giao đầu với yêu tộc, vốn có thể bắt vài người. Nhưng sau đó, đối phương đã lấy ra một chí bảo đỉnh cấp, Đông Hoàng Trung, cái này chắc mọi người không lạ. Ồ, tên đó là phân thân của Tôn Ngộ Không? Tức là lần này sớm đã đột phá chuẩn thánh rồi. Hồi đó chưa đến Thiên Trúc Quốc đã đột phá rồi hả? Chắc tiệt, lão quân phản đoàn Đông Hoàng Thái Nhất chưa chết, hoặc sẽ phục sinh. Vậy thì tình hình trước mắt có chút không ổn. Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập Vô Thiên, thực lực này đã đủ để chúng ta nghiêm túc đối phó. Đông Hoàng Thái Nhất sở hữu Đông Hoàng Trung, Vô Thiên Nguyên Thần, lại hợp nhất với Hắc Liên Diệt Thế 12 phẩm, rất phiền phức. Nếu thật sự như vậy thì rất phiền. Sở hữu Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta em rằng không làm gì được hắn. Với thủ đoạn hiện tại, không có trận pháp lớn, chúng ta căn bản không phá được phòng ngự của Đông Hoàng Trung. Lão quân, ngươi thấy sao? Nhiều người ở đây lại hỏi ta à? Tôn Ngộ Không, ngươi thấy sao? Phật Tổ, các ngươi thấy sao? Mấy người các ngươi vòng vo, sao lại đổ lên đầu ta? Ta nhìn cái gì mà nhìn? Giờ ngay cả Vô Thiên ta cũng không làm gì được. Huống chi là Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Trung, hậu thổ nương nương, vẫn là ngươi nói đi. Đây là những người gì chứ? Mới nói xong mà, quả bóng này đá một vòng lại về chỗ ta. Lần này không chỉ là yêu tộc, nếu ta đoán không sai, thì dưới Bắc Hải Chi Nhãn còn có Kỳ Lân, dị tộc thời Hồng Hoang và Phượng tộc. Tức là lần này Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn có chuẩn bị. Thôi được, chúng ta nói thẳng,
mọi người có trận pháp nào chống lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận không? Chắc tiệt, càng nói càng căng thẳng, nếu tính như vậy, không chừng sẽ lật thuyền. Chắc tiệt, mặc dù kích thích, nhưng hậu quả lật thuyền quá nghiêm trọng, vẫn là không nên lật thuyền thì hơn. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, đánh không lại thì chúng ta chạy thôi. Tại sao không ra ngoài thử xem? Theo chân các vị thánh nhân một chút, thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên đi xem sao? Ngươi cảm thấy hiện tại không còn ai để hại nữa, chuẩn bị đi hại thêm nhiều người hơn chứ gì? Với tu vi hiện tại của chúng ta, muốn ra ngoài em rằng không được. Việc này ta sẽ nói với ngươi sau. Dù có muốn ra ngoài, chúng ta cũng không thể đen tan dưới dâng cho Đông Hoàng Thái Nhất. Họ đâu rồi? Lão quân, ngươi và Nguyên Thủy Thiên Tôn đại ca bàn bạc, không thể tạo ra một trận pháp mới lợi hại sao? Thiên Cương bắt đầu đại trận dù lợi hại, nhưng cũng không phải do thánh nhân tạo ra. Hiện tại mọi người đều là chuẩn thánh, tại sao không thể tạo ra một cái? Nói như vậy, giống như tạo ra một trận pháp đỉnh cấp là việc đơn giản vậy. Đơn giản như thế. Bệ hạ cứu mạng à? Chuyện gì vậy? Vừa đến đã khóc lóc thảm thiết như vậy. Bắc Hải của ta hoàn toàn xong rồi. Yêu Tông đã tấn công, Bắc Hải không còn nữa. Bây giờ Bối Quân Lầu Trầu cũng sắp mất. Mẹ kiếp, Đông Hoàng Thái Nhất đã tấn công rồi sao? Không phải nên chuẩn bị trước sao? Chuyện này đâu phải đùa giỡn. Ngươi sớm làm gì rồi? Mẹ kiếp, Bắc Hải mất rồi ngươi mới đến à? Sao không đến thông báo trước? Ta cũng muốn đến trước. Đến khi ta biết thì người ta đã đánh tới Long Cung của ta. Ta cũng bị bắt rồi. Thế mà còn kiêu ngạo như vậy. Thả Ngao Thuận đến đây hạ chiến thư. Thật là không đặt thiên đình tam giới vào mắt. Đến nước này rồi, mọi người có gì muốn nói không? Không còn gì để nói nữa. Đánh thì đánh thôi, không thể chờ vài năm nữa sao? Để tiêu hóa hết kim đan, bàn đào trên người đã. Ít nhất có thể bồi dưỡng một đống chuẩn thánh và tinh thần tế bào. Đến lúc đó một người có thể giải quyết. Biết đâu còn có thể đột phá thành thánh nhân. Không cần như bây giờ nữa. Cái khí phách này, hay là chúng ta đổi đi? Người cưỡi là Đại Minh Vương mà, bất kể từ tu vi hay địa vị của tòa kỵ đều lợi hại hơn. À, ta nói ngươi không phải định chạy trốn chứ? Lão cả nói gì vậy? Huệ Na Cha Gia, những hồng nhan chi kỷ có chút quan hệ với ngươi đều bị ngươi thu vào tú liễm càn khôn. Ngươi có phải muốn chạy trốn không? Ồ, sao có thể? Ta Tôn Ngộ Không không phải người như vậy, chỉ là làm chuẩn bị đầy đủ, sợ đến lúc đó phát huy quá mạnh bị đối phương nhắm tới. Ta nói cho người biết, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chạy trốn. Ngươi chạy không thoát đâu. Ngoài tam giới ngươi không có khí tức, ngoài đó là một biển hỗn độn, bên trong nguy hiểm vô cùng. Dù ngươi có thể dùng thái cực đồ ngăn cản, cuối cùng cũng sẽ lạc trong biển hỗn độn, pháp lực hao tận mà chết. Nói như vậy, đánh không lại ta cũng không gọi là chạy, ta gọi là nhẫn nhục chịu đựng. Lão ca mau nói cho ta biết hỗn độn hải là gì. Là sông nước trên trời, bên trong có cá không? Hỗn độn hải nhất định là biển sao? Là biển nhất định có cá sao? Đó là một mảnh hư không vô tận, hiểu không? Hiểu rồi, cũng giống như tưởng tượng. Ngươi đừng hiểu nữa, ngươi vẫn nên cố gắng ứng phó chuyện trước mắt đi. Đông Hoàng Thái Nhất này thật ra không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Dù sao hắn đã chết nhiều năm, được phục sinh cũng không thể lợi hại như xưa. Với thực lực, thần thông, phân thân, pháp bảo của ngươi, đối phó hắn không thành vấn đề. Chắc chắn phải cố gắng rồi. Vậy là tốt rồi, chắc chắn lại là một trận đại chiến. Trận này chắc chắn chất thương không ít. Đến lúc đó ta có thể nhặt một đống thịt thần thú không? Dù hành vi này không phù hợp với khí chất hiện tại của ta, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Còn chưa đánh đâu, ngươi đã nhắm vào thân thể đối phương rồi. Tôn Ái Khanh, ngươi làm chủ soái được không? Ta làm chủ soái quá phô trương, không lợi cho phát triển của ta. Bệ hạ, thật ra ta làm chủ lực không tốt lắm. Tôn Ái Khanh đừng từ chối nữa. Trong các vị ở đây, bất luận thực lực hay mưu kế, ta nghĩ không ai hơn ngươi. Vì vậy trận chiến này, ngươi nhất định phải dẫn dắt mọi người, chu sát yêu tộc và vô thiên, không phải sao? Một mình ngươi đánh bại hơn 10 chuẩn thánh ở Linh Sơn, nói về mưu kế càng lợi hại hơn. Một mình ngươi chơi đùa như lai bọn họ, ai dám nói hơn ngươi? Anh Khổng Huyền cũng trở thành tọa kỵ rồi, còn gì để nói? Vậy quyết định vậy đi, thật sự là bị ép lên thớt rồi. Không đúng, có gì không đúng? Chúng ta làm vậy hình như không ổn. Chúng ta cứ mạo muội dẫn người đi. Nếu đối phương vòng qua đánh thiên đình thì sao? Chúng ta chẳng phải trở thành chó nhà tăng sao? Chắc tiệt, ngươi đang nói ta sao? Đang yên đang lành sao mắng người? À, đúng thật. Như lai bọn họ chẳng phải là bài học tốt nhất sao? Ta sẽ ở lại thiên đình, các ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, thiên đình sẽ không như Linh Sơn. Vậy tốt, bệ hạ ngài ở lại thiên đình chờ chúng ta khải hoàn trở về. Chưa từng nghĩ tới, mình lại có một ngày làm binh mã đại nguyên soái. Lão ca, ngươi xem ta bây giờ có giống như ngươi nói, một người dưới, vạn người trên, lần này là hàng thật giá thật rồi chứ. Trời ơi, lão đệ nói đùa rồi, chẳng phải lão đệ, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, vốn dĩ ngang hàng với bệ hạ, bây giờ lại là chủ soái của tam giới. Chỉ có nói trên vạn người, không có dưới một người. Trời ơi, ngươi không phải là thần thủ phòng sao? Lần này nếu Ngọc Đế theo ngươi, chắc không nói vậy đâu. Các người nghĩ họ sẽ đến không? Còn nữa, tên Tôn Ngộ Không đó các người có chắc đối phó được không? Theo lời các người chỉ là một tiểu bối vô sỉ, chưa đến 500 năm, hắn có gì lợi hại? Bệ hạ, Tôn Ngộ Không đó thật sự có chút bản lĩnh, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Nếu có thể lôi kéo Tôn Ngộ Không thì không gì tốt hơn. Người nghĩ ngoài thánh nhân, ai có thể làm gì được đại nhân ta? Thời đại thay đổi rồi. Đối phương còn dẫn người đợi, chắc chắn có chuẩn bị. Lại có hơn 40 chuẩn thánh, lâu rồi không gặp đại thánh, đây không phải Vô Thiên Phật Tổ sao? Nghe nói ngươi đã đánh hạ Linh Sơn, sao còn muốn cùng họ đánh tam giới? Trước tiên, ngươi lại gọi hắn là Phật Tổ. Ngươi có thể thông cảm tâm trạng của chúng ta không? À, lão quân, ngươi nói tên khỉ này sẽ không bán đứng chúng ta, cùng Vô Thiên liên thủ chứ? Ngươi nghĩ gì vậy?
vị này chính là Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết, yêu hoàng bệ hạ, nghe danh không bằng gặp mặt. Sao nào, lão quân, Nguyên Thủy, các ngươi muốn đối địch với ta? Ô, dám xem thường ta, lão tử là chủ soái của tam quân, ngươi lại dám xem thường ta, hôm nay không nướng ngươi ăn không được. Năm xưa tôn kính cho các ngươi một đường sống, bây giờ các ngươi đã quá giới hạn, một đám tà ma ngoại đạo, ta khuyên các ngươi đừng tự tìm đường chết. Đã các ngươi nói vậy, vậy gọi Ngọc Đế ra, bảo hắn giao thiên đình tam giới, do ta yêu tộc trưởng quản, như vậy có thể tránh một trận chiến, tránh sinh linh đồ thán. Đã không định lén tấn công, vậy chắc chắn phải gọi Ngọc Đế đến hỗ trợ. Ngọc Đế dù không có pháp bảo nghịch thiên, nhưng Ngọc Đế bản thân chính là bảo khí vận trên người hắn, long khí kết hợp thành thực lực, dù lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể so sánh. Này Dương Tiễn, ngươi mau đi gọi Ngọc Đế đến. Đã yêu hoàng bệ hạ nói vậy, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, đánh đánh rớt rớt không tốt, phải lấy hòa làm quý, phải nói đạo đức, không thể đánh nhau nội bộ. Chẳng lẽ thật sự muốn nhảy việc sao? Tên khỉ này vốn là yêu tộc, đây là Ngọc Đế chỉ định một vị chủ soái, đây là muốn đầu hàng, làm ơn đi đại ca, đây là đang đánh trận. Ngươi nói vậy là mọi người không có khí thế căng thẳng. Ngươi không phải thật sự muốn gọi Ngọc Đế đến bàn việc đầu hàng chứ? Ngươi hiểu cái gì? Đây gọi là chiến thuật. Đã ngươi hiểu chuyện như vậy, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, hồi phục huy hoàng yêu tộc, yêu đình có chỗ cho ngươi. Ta nên nói với ngươi thế nào rằng đối phương đang đùa ngươi? Khuyên khuyên yêu hoàng đi, làm thần tử lại đi sửa sai yêu hoàng, đó không phải tìm kích thích sao?